ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đi tráng găm bền sàn có thành sản phẩm kiếu có hồng. Có thành công liều bách bùng chống dịch COVID diệp chú liều chip miễn khé quốc tế. Ủy ban nhân dân thành phố tổng sẽ đảm bài đề xuất Thủ tướng Chính phủ Minh Kiều kế chip làn biển khé quốc tế tạo xuống. Diêm chấm quý Sở du lịch thành phố tổng xem bài chuồng kiếu có doanh nghiệp du lịch kiêm tệ bùng đã chốt khát chiếu xiang có thành du lịch chế liệp mạch thêm chấm sản phẩm mạch lành xiang liệp siêu tức phải biển khẽ diêm dù kiếm kia của diêm chấm tháo. Phạm trực tu tiến bài khăn cáo can dệt theo y toàn bách tế sản phẩm dễ xiang kiêm công ty Saco bền bài liệu chiếc các kia của anh bài tháo thành phố Hồ Chí Minh. Nét bọn chắc bách tế sản phẩm tiền kiêm lóng vàng dèo liều buôn nhóm khé béo biển, tói biển cầm bền tiêu liều, tháo can có cua dìm châu Á dìm tế chết quấy, kiếm bách diễn bài chiếc khách dìm có châu được dòng mày, can tập phẩm quấy để kháng dìm có doanh nghiệp. Tí sản phẩm to chứa tại giết đại bách cấu kháng cái mẹ con lống bị bụng chống dịch, tế lần biển thánh buôn xuất lịch tổng bách xuống mài. Tháng có khóa tập khoán vùng chống dịch trên cơ sở y tế tổng dịch khác giam trung tâm vùng dịch giam thành phố Hồ Chí Minh. Tháo chán Sở du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Bộ Tài nguyên du lịch tác chiếu phạm phép lụt chụp lụt năm toán tháo, kế khách lại chứa sang tới sản phẩm dâm chủ tổng hát bách du lịch mình đại khoai, toán tháo văn hóa lịch sử có doanh nghiệp trong thành phố Hồ Chí Minh tổng liên kết tác chiếu có tỷ vùng, đã buôn phép chiếc khách quốc tế triệu chế liệu có tour liên mình có xanh, tổng sẽ triển khai bộ tiêu chí cấu tốc bài con lống buôn biển kế chế liệu tích kịch bản xử lý ưu khuyết mạng biển bút COVID liệu bất chấu tốc bài bản con lống buôn lần biển khác chưa có làn biển nhân viên. Như bộ sách sẽ diễn về sự bền bài cáo các buồn biển kế bắt tới sản phẩm tầng sĩ hát cộng sĩ điều hành bền buồn thắng ván kháng bền buồn thập đóng để bắt du lịch kiêm dù quốc. Du lịch chiếc buồn khách kia quốc tầng sĩ khác tới khu kiện bền lề liệu ván kháng sản phẩm du lịch kiêm buồn hai tầng sĩ bền bài cáo. Bền đảng khôi có tiến cảnh sát đều có doanh nghiệp chuẩn kiếu có chuyên gia cái du lịch lo tới tiêu sản phẩm mai xiang kiêm thành phố Hồ Chí Minh từng xin khách sản phẩm liên kết kiểu căn này chỉ một tổng xếp mài tới tiêu tỏ khăn mình chỉ tiêu bền lo lão chào kiểu bắt tỏ khăn dịch vụ đều bếp bền chip buồn khách quốc tế sẽ tạo xuống nay. Kiếu tiền bài bền đỏ cảnh du lịch thành phố Hồ Chí Minh diễn bằng tổng khách khỏi chiếc khách kiểu quốc biển địa kháng, tàu kháng liệu khôi chốc ban du lịch trang quốc tế kháng du lịch ban cả béo tông, chiếc giang kháng ý chí này nghị chiếm nhầy, kiếu bức phún bề vấy há thành phố Hồ Chí Minh sẽ khôi liêu đóng du lịch quốc tế, kiếu tiền diễn bằng tổng khách chiếc bài quý bu triệu khách quốc tế chiếm nghị kháng. Với kỳ vọng, có thể đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.